Gỡ xong. Gỡ xong. Xin chào các bạn đến với kênh Số Phố Phá Mily. Hôm nay chúng mình sẽ đi bắt đùng dừa. Cẩn thận nha, cái đó. Được không? Không, được không? Chị. Ờ. Hỏi chuyện đi tìm mình đi. Nè, qua bói. Ủa mắc gì? Cầm cây. Cầm cây. Ngứa chân không? Rồi đi. Không đi được không con? Ui. Bỏ mãi kia để cây gan, bỏ cây gan ấy luôn. Tạm ơi, tao chậu rồi. Chậu không mới đi được. Ê, chị thấy giấy sợ luôn kìa. Thiệt, chậu không mới đi được. Một tay cầm, một tay cầm. Đây. Một tay cầm, còn một tay. Gỡ xong. Gớt sao? Gớt. Đi qua, đi qua, đi qua. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Đi nhìn chứ ngày giờ. Đưa cái cây cho em. Đưa cái cây cho em. Lẹ đi. Con lẹ đi. Ngồi đi. Ngồi cái gì? Di chuyển qua. À, chi dép. Chiếc dép đây. Chiếc dép thần thông á. Cố lên mọi người. Bo rồi đi được mà không chỉ không dám được. Nhúng anh rồi, nhúng, nhúng. Nè. Nè, cầm dưới, cầm dưới, cầm nhịp té, té ngay chỗ này. Lẹ mà đi lẹ thôi. Được rồi, qua được rồi. Đó biểu cầm ở dưới đang cho nó cầm nó đi qua. Trời ơi, cầm ở đây ngoại ơi, chứ cầm đó. Ở dưới này nè, ngay chỗ này nè, ngay chỗ này nè. Ở chỗ này xong mà. Đi bước qua. Xích ra ngoài, ngắn quá, này ngắn quá. Mệt mỏi quá. Tôi mệt mỏi quá, bất lực. Bất lực. Đi. Khó chịu vô cùng luôn á. Dạ. Chúng ta khó chịu vô cùng. Xong rồi, tiêu rồi, xong rồi, tiêu rồi. Xé thôi là tiêu rồi. Nãy lúc lên xuống xuống luôn. Nãy lúc vậy thôi đừng nhớ lâu. Mày, mày lẹm phóng xuôi ra. Quá ghê, quá ghê. Thông minh đó, thông minh đấy. Té đó, chỗ đó thôi, mình nó trơn á. Nói rộng nghe. Cần nói rồi, chút xíu thôi. Còn con đấy hay là cho nó. Chú bữa đâu? Ngồi luôn rồi. Thật là trời, thật là trong gai. Thật là khó khăn. Rồi. Đi gì đi tuốt lần sau vậy? Bén tiêu. Ây da. Là la la la. Sao bà ngoại đi nhanh chứ vậy? Vô. Còn trước nữa là đi cẩn thận nha. Có một đường thôi đó. Nam mô Đại Bi. Ây xa. Ây xa. Ây xa. Ây xa. Ây xa. Ây xa.
Cuối cùng con lên này. Ê có nè. Bạch con đây ngoại ơi. Đây nè, đây nè. Không nó hội ra luôn nè. Bắt đi, bắt đi. Kia 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 kia. Lăng quăng kìa. Đây nè, bà ngoại ơi, đây nè. Qua này quay rồi Út. Có còn một cái con dao trong nắp nè. À, chú, bự chìa khóa bên đây nè. Nè. Nè, ấy coi chừng nó xịt được. Lấy tay bắt, lấy tay bắt. Nó xịt sữa. Coi chừng nó xịt sữa. Để mẹ đưa cái đầu gối vô đây nha. Ui. Chặt vô. Ủa, màn hình nhanh vậy? Tàn hình. Quái đạn. Thôi bự kìa. Ngoài phải chặt nữa nè. Ê, con đó uống con luôn. Con đầu tiên, con đầu tiên. Rồi chặt. Rồi, chặt cái ăn luôn ngoại, ăn luôn đi. Ngoài. Uống luôn luôn hả? Kìa kìa, con cái cục gì mà trắng trắng. Chặt cái đó nghe của mấy giờ nó nằm thấy thấy sùi sùi sùi. Ok. Đi ra. Đến này ra luôn. Ủa sao cái cây này ao này chặt không được à? Bẻ luôn. Dùng hết sức luôn cội. Hết sức có thể. Ai ai cũng làm hết, có mình ngồi chơi. Ôi lăng quăng. Hả? Đâu đâu? Có không? Chứ mày để ở ngoài lần coi. Coi chừng con nó uống luôn à. Coi chừng nó uống. Mấy con ú ú ăn mới đã. Quá dữ. Ê, ngoại, nó lòi ra luôn kìa. Nè. Ui, dính tay. Sâu lỗ này là sao? Không có, ngoại con chỉ ngoại. Ngoại bỏ con nè. Quấy không? Wow. Quá đã ngoại, quá đã. Hai con trong đây nè. Bắt đi. Lẻ. Vô vô ngoại, đây. Vô ngoại. Bỏ vô, bỏ đây vô. Đây nè, đây nè. Chà. Rồi, nó chết đâu? Gì rồi? Lụm. Lụm. Lụm đi. Không. Trời, trời, trời. Rồi. Trời. Trời không dám lụm nữa. Quá dữ quá dữ. Kìa kìa. Wow. Mẹ ơi còn con. Đâu? Kìa. Ê con đó u nu luôn á. Đun. Ủa phải con này cho bỏ vô không? Ủa bỏ con đó vô luôn không rồi? Cái kén của nó kìa. Đâu? Đâu? Trời. Trên đây còn cái gì? Wow, con này già rồi nè. Dữ. Túi gì ra? Không cần gì nha. Mày để đó rồi nó bị giảm lên á. Để nó giảm lên á. Thì con kéo tao nghe luôn. Quá dữ quá dữ. Ê kìa 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 cái kén rồi ngoài. Ngoài ngoài kìa kìa. Đưa dao anh hai. Đưa dao anh. Nè. Kìa ngoài. Kìa kìa. Đó đó, đúng rồi đúng rồi. Phải không? Đây nè, đây nè. Trời ơi, what the. Rồi rồi. Wow. Xịt. Xé ra, xé ra. Bây giờ. Quá dữ. Ừ. Móc con này. Nhóm mình múc bàn. Múc bàn đun dừa sống. Chưa, hồi lúc video trước là mình mới múc bàn đun dừa chiên, bây giờ múc bàn đun dừa sống. Thôi, không có ai ghen ăn đâu. Đây. Wow. Nè, bỏ vô xô. Bự hả? Bự hả? Bự. Ôi, sao cây dừa này nhóc mấy con bự luôn. Ủa bắt lại vô xô. Một đống luôn á. Bắt hết thôi. Bẻ cây dừa luôn này. Đây bẻ cho, bẻ cho. Đang từ từ. Bẻ rồi, yeah. Bẻ tới đâu bắt tới đó nghe nè, mày thấy vậy mà còn sót nè. Ơi con kiến nè. Rồi quá trời luôn nè. Bẻ ra ngoài. Nè út. Bẻ. Đây nè, ở đây nè. Kìa kìa.
Ơi. Ôi giời, ôi giời. Này. Xức cái này ra luôn. À được. Ôi cắm cắm. Vô vô. Đù. Cắm cắm. Ơi, thua kìa. Đây. Ừ, ngồi giặt cái cây này kìa. Kêu ngoài con run. What the hell? Ngoài nãy con run con. Đồ nha thấy à. Ê, thôi. Nè, mấy cái lỗ này. Bỏ. Ốt. Ủa, này vỏ. Hôm nay chúng ta sẽ múc ben luôn dừa. Con cái này nè. Có không ạ? Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Ô, Út ơi. Bự chà báo. Ôi. Ồ, cái chung cho cái này. Trời ơi. Bự chà báo nu luôn. Mở ra ngoài. Ôi. Uống nu mấy con ú ú. Rồi rồi. Xé ra. Con đó là trời ơi, 1, 2, 3, 4, nó cũng già đó, nó cũng già già đó. Chúng chặt củ hủ ăn luôn rồi. Luôn vừa. Ê, nó chuẩn bị già già rồi nè. Ơi, đây nè. Quá dữ. Ê, chặt chúng hay gì vậy? Không, nó bẻ kìa. Dục, bói, dục cái cọng này xuống dưới. À trời, ơi có còn xíu mà. Ơi, nó uống luôn à. Uống nu mà nhỏ xíu quá vậy, thương quá vậy. Động nó ra nè. Wow. Nè. Wow. Động động nó ra khỏi khỏi cần ấy. Nè. Chặt ở ngoài không mà nó tự động nó ra. Tự động nó ra nè. Không, nó muốn đi đầu thai á. Trời ơi. Cái gì à? Quá trời luôn. Trời ơi. Núp đầu núp chỉ quá. Nhờ con kia mới thấy con này.
đồng bạn gì à? Bạn thân hại nhau. Ok, nó chui xuống lỗ con này bắt em dính nó luôn. Mấy con này nè, mấy con này nó vô trước nè, vô đẻ. Ừ. Mấy con mổ nhọn này nè, nó vô trước. Cắt một con nó thôi là. Này cúi, này cúi, này cúi. Trời ơi, chà bá luôn. Ở dưới còn con nữa. Đó, đó là bạn thân hại nhau đó. Nè, nhúc nhúc cái này nè, thấy không? Cái gì à, bạn thân hại nhau. Đồng bạn, đồng... Cái gì à, kiểu như là... Cái gì à, có số cộng hưởng có quà đường, cỡ chi... Cái gì à, cùng chia. Phước cộng hưởng, có quà cùng chia. Thôi, nó là kiểu như là... Chết rồi. Ôi ôi, dưới đây còn nữa nè. Một lỗ là mấy con luôn á. Cái này là chết mẹ. Rồi xong, tèo meo meo. Meo tèo meo. Meo meo meo. Uổng. Dẹp lép. Ô, cái gì bá luôn kìa. Nó chặt nha, nó xì bảy. Trời ơi, tôi ơi. Mày với môi. Trời, nè kìa, nè. Hồi lăn lăn xuống. Xuống hồ hết. Chị ơi, chị ơi. Chị ơi. Wow. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn cơm giờ. Đau bụng. Tao đau bụng. Trời, cái xong đau bụng mà chứ vậy. Ý ý ý. Đúng không? Nhìn đít nè. Nhìn nó giờ ốc chưa chặt con nào bị sức cậu chứ. Đã nói vô bụng đừng khóc quá. Rồi mới té nữa. Chú không hay hả? À dưới góc á. Sao anh báo vậy? Mini, mini, sai mini. Đây này. Bằng non, bằng non. Bây giờ biết sao không? Bắt mấy con măng non này bỏ qua cây dừa đó là mai mốt có, mai mốt có đường dừa nữa. Ba con đứng làm sao luôn. Ba wow. Cái nhà của chú con. Cái thằng bao này mày nhai quá à. Bao nó rồi. Oh, sếp. Ông Tình ăn à. Đang ăn bên rồi. Ba em đang chỉ xảo kiểu thôi. À. Xé ra ba. Ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Bởi vì nó làm được cái tổ này hay ha. Xong nó quấn quấn rồi cục hay đó. Sao làm được cha? Cái miệng đó nó là một kiến trúc sư vĩ đại. Ông ăn luôn không? Bỏ vô. À. Thấy rồi, thấy cái đầu nó rồi. Làm món cái gì đun giờ xà bơ hả? Nó nè. Wow. Quà của thiên nhiên. Lớn rồi. Trời ơi. Nhúc nhúc, lúc nhúc, lúc nhúc. Cháu không biết đâu ra con sâu cái chịu luôn. Đây hả không? Ha 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 đúng không? Ba em bị thấy không luôn. Thôi. Nhớ Spider-Man luôn. Chắc hết đủ rồi. Nãy đang đi cho nên cầu khỉ á, cái mà cuồng cái mà em thấy cái bóp. Quay lại em nhảy kịp á. Phải xạ tự nhiên. Hên. Ý, nó này nè. Ồ. Nó mà chặt ghế đầu đó rồi. Quá trời. Phăng theo cái lỗ của nó. Phăng theo cái lỗ cái đường đi của nó. Bây giờ đâu mình ngỗng kích.
bắt nghe các bạn. Một. Cộng với bên đây nữa. Chỉ là không kết hôm nay mình bắt, không kết mà hôm nay mình bắt là được 148 con, 147 con. 147 con nha các bạn. Như đây mình ăn hết cây dừa. Nhưng mà cây dừa mà còn sống nổi.